Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc bao vây Việt Nam khẩn cầu Ấn Độ. Thứ sáu ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, ông Phạm Xanh Châu đã có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Shrigla. Qua đó, Đại sứ Phạm Xanh Châu đã chia sẻ với Ngoại trưởng Harsh Shrigla về tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Biển Đông sau khi Bắc Kinh triển khai máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tại các đảo tranh chấp. Nội dung chi tiết về cuộc họp mới đây giữa Đại sứ Phạm Xanh Châu với Ngoại trưởng Harsh không được Bộ Ngoại giao cũng như Đại sứ quán Việt Nam công bố, nhưng đã được giới truyền thông Ấn Độ đăng tải. Đây là hình ảnh Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Xanh Châu, người thứ hai từ trái sang, gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shrigla, thứ ba từ trái sang. Mặc dù các nguồn tin ngoại giao mô tả đây chỉ là một cuộc gặp xã giao, nhưng cuộc gặp đã chứng kiến Ngài Đại sứ chia sẻ về quan điểm của Việt Nam đối với Ngoại trưởng Shrigla về sự bùng nổ tranh chấp mới nhất trong khu vực. Đại sứ Việt Nam đã nêu tình hình thực tế tại vùng biển mà Việt Nam nói là của mình ở Biển Đông, nơi hãng ONK của Ấn Độ có các hoạt động dầu khí. Đồng thời, Đại sứ Việt Nam cũng bày tỏ quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện, mạnh mẽ với Ấn Độ. Quan hệ quốc phòng và quân sự giữa Ấn Độ và Việt Nam đã gia tăng trong vài năm qua. Sau một thập niên là đối tác chiến lược, Ấn Độ và Việt Nam đã chính thức nâng cấp quan hệ lên thành hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Trong thời gian qua, khi mà thế giới đang phải vật lộn với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, thì Trung Quốc vẫn không ngừng gia tăng hoạt động quân sự tại Biển Đông. Mới đây nhất, Bắc Kinh đã thông báo tổ chức một cuộc tập trận tại vùng biển ở hướng đông nam của đảo Hải Nam trong vòng 6 ngày kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020, sau khi đưa máy bay oanh tạc có khả năng chở bom hạt nhân ra Hoàng Sa. Đây là hình ảnh một máy bay ném bom chiến lược H-6 thuộc Trung đoàn máy bay ném bom của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Theo nhật báo của Hồng Kông tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Trung Quốc đã tổ chức hai cuộc tập trận song song trong tuần này, tại Hoàng Hải từ ngày 25 cho đến ngày 26 tháng 8 và tại Biển Đông từ ngày 24 cho đến ngày 29 tháng 8, tiếp nối một loạt động thái phô trương lực lượng trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng ra lệnh cấm tàu thuyền qua lại trong khu vực đông nam của đảo Hải Nam trong vòng 6 ngày kể từ ngày 24 tháng 8. Trong những tuần lễ vừa qua, Trung Quốc cũng đã mở hàng loạt chiến dịch tại Biển Đông và Hoa Đông. Hồi đầu tháng, Trung Quốc đã triển khai máy bay ném bom H-6 Jet tới đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhưng trên thực tế, Trung Quốc đã quản lý toàn bộ hòn đảo này. Và việc đưa máy bay ném bom tới nơi, theo truyền thông Trung Quốc, cho phép quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc kiềm chế các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các chuyên gia nói rằng chiếc H-6G này sẽ khiến cho các hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ phải nản chí. Trong một cuộc họp báo vào thứ Năm ngày 20 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng đã phản đối việc Trung Quốc điều máy bay ném bom H-6G tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Bà nói việc này không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phương hại đến tình hình trong khu vực. Tình hình tại Biển Đông vốn đã rất căng thẳng từ tháng 7 với sự đọ sức giữa hai cường quốc trên thế giới và có nguy cơ leo thang lên trong những ngày và tháng tới. Đây là hình ảnh khu trục hạm của Mỹ USS Mustin tại Biển Đông vào ngày 20 tháng 8 năm 2020. Vào hồi tháng 7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố đã cho các máy bay ném bom tham gia tập trận tại khu vực. Để đáp trả lại, Hoa Kỳ cũng đã gửi tàu chiến tới gần quần đảo có tranh chấp và gọi đòi hỏi của Bắc Kinh đối với khu vực là bất hợp pháp. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng tuyên bố như sau: thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế quốc trên biển của mình. Hoa Kỳ sát cánh với các đồng minh và đối tác của mình tại vùng Đông Nam Á để bảo vệ chủ quyền và các nguồn tài nguyên ngoài khơi của họ. Mới đây nhất vào thứ Sáu ngày 21 tháng 8, Hải quân Mỹ đã thông báo đã điều động hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cùng một hải đội tác chiến sau cuộc tập trận với Nhật Bản ở biển Hoa Đông trở lại Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải trong mục tiêu bảo vệ tự do hàng hải. Cũng sau cuộc tập trận chung với Nhật Bản, khu trục hạm USS Mustin cũng được lệnh tới Biển Đông đi qua eo biển Đài Loan trong một mục tiêu bảo vệ tự do hàng hải trong vùng Ấn Độ và Thái Bình Dương. Theo một phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc, quân khu miền Đông của Hoa Lục được đặt trong tình trạng báo động, theo dõi mọi hoạt động và động thái của không quân và hải quân Hoa Kỳ. Cuộc tập trận hải quân của Trung Quốc tại vùng Hoàng Hải và Biển Đông thời điểm này, trong lúc chiến hạm Mỹ có mặt, được giới phân tích xem là tín hiệu Trung Quốc sẵn sàng đụng độ với Mỹ trong tương lai. Song song với việc tăng hiện diện quân sự,
Bắc Kinh cũng liên tục gia tăng sức ép lên các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của các nước tại Biển Đông, trong đó có Việt Nam là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đây là hình ảnh một phần của bản đồ dầu khí Việt Nam chứa lô dầu khí 061 trong vùng thềm lục địa của Việt Nam. Nhà phân tích James Carvin trên trang Petroleum Economy đã nhận định Việt Nam đang đối diện với viễn cảnh bị mất đi các hãng khai thác dầu khí nặng ký tới hoạt động tại vùng biển của mình do Trung Quốc đang tăng áp lực đối với các hoạt động trong vùng biển mà Bắc Kinh gọi là thuộc phạm vi đường chín đoạn trên Biển Đông. Áp lực từ Trung Quốc trong năm nay đã khiến hãng Rosneft của Nga phải gác lại các hoạt động vốn đã được lên kế hoạch từ trước, trong lúc cả hãng Repsol của Tây Ban Nha và Mubadala của các tiểu vương quốc Ả Rập là các đối tác của Việt Nam tại mỏ cá Rồng Đỏ phải từ bỏ cổ phần của mình trong dự án này. Tin cũng cho hay, để đổi lại, các hãng đã được phía Việt Nam bồi thường với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đô la. Hiện nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết phía Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ động thái của các tàu hải cảnh Trung Quốc gần lô dầu khí số 06.1 trong vùng thềm lục địa của Việt Nam. Cũng trong suốt nhiều tuần qua, Trung Quốc liên tục điều các tàu hải cảnh và tuần tra khu vực xung quanh lô dầu khí 06.1 của Việt Nam. Việt Nam vào khoảng đầu tháng 7 vừa qua đã đột ngột bỏ hợp đồng thuê tàu khoan thăm dò Noble Sigler, dự định sẽ được triển khai ở lô 06.1. Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc cũng đã điều các tàu hải cảnh vào sát lô dầu khí 06.1 của Việt Nam, quấy nhiễu các hoạt động thăm dò và khai thác tại lô dầu khí này. Tàu Trung Quốc chỉ rút đi sau khi tàu khoan thăm dò của Việt Nam được rút đi. Tuy không phải là một bên tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nhưng đây là vùng biển đóng vai trò quan trọng đối với Ấn Độ. 55% hàng hóa thương mại của Ấn Độ được di chuyển qua ngả này. Đây là hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Modi trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 9 năm 2016. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước cũng đã nhất trí nâng tầm quan hệ hai nước thành đối tác chiến lược toàn diện. Hơn nữa, Ấn Độ cũng tham gia nhiều dự án khai thác dầu khí với Việt Nam tại Biển Đông. Trung Quốc đã phản đối các dự án khai thác dầu khí của Ấn Độ, nhưng Ấn Độ nói việc hợp tác khai thác năng lượng với Việt Nam tại đây là phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong cuộc gặp vào ngày 21 tháng 8, Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu và Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Shikla đã diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ cũng đang lâm vào thế bế tắc quân sự ở biên giới với Trung Quốc. Nếu Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng tại đường biên giới, thì Việt Nam và các bên tranh chấp khác cũng cáo buộc Bắc Kinh làm điều tương tự ở Biển Đông với việc xây dựng các đảo nhân tạo và lắp đặt thiết bị quân sự trong khu vực. Và ngoài việc mở rộng quan hệ quốc phòng với Ấn Độ, Việt Nam cũng tìm kiếm vai trò lớn hơn của Ấn Độ trong việc thăm dò các lô dầu khí ngoài khơi bờ biển của họ ở Biển Đông, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc rằng khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Trước đó, Ấn Độ cũng đã giúp Việt Nam mua tàu tuần tra với khoản vay tín dụng trị giá 100 triệu đô la. Ấn Độ cũng đã công bố thêm 500 triệu đô la cho Hà Nội để giúp họ mua thêm thiết bị quốc phòng từ Ấn Độ. Vào tháng trước, Ấn Độ cũng nhắc lại quan điểm của mình rằng nước này cương quyết ủng hộ tự do hàng hải và hàng không và thương mại hợp pháp và không bị cản trở trên các tuyến đường thủy quốc tế này phù hợp với luật pháp quốc tế và đặc biệt là UNCLOS. Ấn Độ cũng cho biết Biển Đông là một phần của cộng đồng toàn cầu và nước này có lợi ích chung đối với hòa bình và ổn định ở đó. Cũng vào năm ngoái, Đại sứ Việt Nam đã gặp và thông báo với phía Ấn Độ về tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông. Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ hồi tháng 8 năm ngoái đã lên tiếng khẳng định các hoạt động khai thác dầu khí của Ấn Độ ngoài khơi Việt Nam vẫn tiếp tục và không hề bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Ấn Độ cũng khẳng định lập trường ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và khai thác tài nguyên ở Biển Đông theo đúng luật pháp quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Ba ngày 25 tháng 8 năm 2020 với bản tin Trung Quốc bao vây Việt Nam khẩn cầu Ấn Độ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.